Fenkyu là một anh chàng đang học việc nên công việc của anh sẽ được thầy của anh chỉ đạo, bưng bê, điều chỉnh ánh sáng. Nơi anh làm việc là chuyên nghiệp chụp ảnh cho các người mẫu nổi tiếng. Nhờ tính tình tận tụy công việc nên có một cô mẫu ảnh luôn nhờ anh kéo áo, sửa áo cho cô. Hôm đó do đang cầm máy ảnh nên anh đã xin cô người mẫu thử tạo dáng để anh có thể tập luyện. Thank you.